Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tranh ghế Bộ trưởng Công an Nguyễn Đức Chung bị thanh trừng trước Đại hội 13. Tại số 88 phố Trung Liệt, Hà Nội, dày đặc lực lượng nhà báo hơn là công an. Hàng trăm phóng viên đã chờ ở đó trước khi xe của Bộ Công an đến khám nhà ông Nguyễn Đức Chung, đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo các video tường thuật ngay tại cửa nhà ông Chung thì không ai thấy ông Chung xuất hiện từ xe của Bộ Công an đi vào nhà khi hé mở cửa nhà số 88 để lực lượng công an tiến hành khám xét. Đây là hình ảnh cảnh trước khi mở cổng và khám xét nhà Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại số 88 phố Trung Liệt, Hà Nội vào tối ngày 28 tháng 8. Có vẻ như các phóng viên đã được báo trước là Bộ Công an đưa ông Chung từ bệnh viện về nhà để đọc lệnh khởi tố. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có báo chí nào đăng hình ảnh ông Chung đứng trước các cán bộ công an điều tra khi đọc lệnh khởi tố và lệnh khám nhà tại nơi cư trú của ông. Theo tường thuật của nhà báo Trương Châu Hữu Danh được đưa tại hiện trường, thì Bộ Công an cũng đồng thời khám xét nhiều cơ sở địa điểm khác liên quan đến việc bắt ông Nguyễn Đức Chung. Ông Danh cho rằng ông Chung sẽ có một đêm ngon giấc trong trại giam vì không phải thấp thỏm chờ đợi điều không hay sẽ đến như các đêm khác. Nhà báo này cho biết anh Chung từ ngày bị đình chỉ đến lúc bị bắt sức khỏe bình thường, không có chuyện nằm viện. Chị Hoa, tức vợ ông Chung, đi bệnh viện là để thăm sóc bố bệnh rất nặng, ông Danh nói thêm. Bình luận trên livestream của ông Trương Châu Hữu Danh, một số người cho rằng đây là quả báo từ làng Đồng Tâm đến rất sớm và rất nhiều người mong đợi sự việc này sớm xảy ra đối với Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh hơn. Bộ Công an Việt Nam vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 đã ra thông báo nói họ đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Và rất ấn tượng với con số 8, Facebook Thanh Mai nói thêm, hôm nay ngày 28 tháng 8, công an mang cổng số 8 đến số 88 phố Trung Liệt, nó diệt anh Chung. Đây là hình ảnh phố Trung Liệt đoạn qua nhà ông Nguyễn Đức Chung, ùn tắc do có nhiều người hiếu kỳ tập trung bàn tán và quay video. Facebook Lê Kiên thì biết rằng, đời anh nắm biết bao bí mật, giờ lại bị bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, nghiệt ngã và bi kịch. Bà Lê Nguyễn Hương Trà với trang Facebook có nửa triệu người theo dõi cũng đưa tin rằng, sau khi bị đình chỉ, Nguyễn Đức Chung có đi gặp ông Tổng xin chấp nhận cắt và khai trừ hết, nhưng miễn khởi tố hình sự. Nói gì thì nói, từng là giám đốc công an, ủy viên Trung ương Đảng, còn là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên, mọi việc như dự đoán, trưa ngày 28 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt cựu Chủ tịch Hà Nội và tạm giam 4 tháng về tội làm lộ bí mật nhà nước. Có thể đây chỉ mới là tội danh ban đầu, với chứng cứ vật chất từ 3 người, Nguyễn Hoàng Trung là lái xe, Nguyễn Anh Ngọc thư ký và Phạm Quang Dũng, nhân viên C03 Bộ Công an, đã khai nhận sau khi bị khởi tố tạm giam trong vụ án Nhật Cường. Như vậy, cả gia đình Nguyễn Đức Chung, vợ Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, công ty thương mại Minh Hoa và con trai Nguyễn Đức Hạnh đều có khả năng gặp nhau tại tòa. Luật sư đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh được ông Chung mời làm người đại diện pháp lý bảo chữa cho mình như ông Đinh La Thăng đã từng. Còn nhớ vào hồi đầu tháng 5 năm 2020, tại hội nghị Trung ương 12, ông Nguyễn Đức Chung nằm trong top 10 danh sách 87 nhân sự được quy hoạch ứng cử vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau. Bà Lê Nguyễn Hương Trà cung cấp thêm thông tin như vậy. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khi ấy là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chụp hình với cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Nguyễn Đức Chung từng được vinh danh là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhà báo Nguyễn Như Phong, cựu tổng biên tập báo Petro Times cũng bình luận thêm như sau. Vừa xem VTV, thấy thông báo Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam. Thực sự là tôi không hề ngạc nhiên. Cách đây 4 ngày, tôi có gặp anh Chung ở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sở dĩ cần phải gặp là vì có mấy đứa nói rằng anh Chung tự tử, rằng bị bệnh nặng. Chúng tôi gặp nhau ngay trong phòng của anh Chung. Sau mấy câu hỏi thăm, anh Chung nói luôn, chắc mấy hôm nữa họ khởi tố em. Tôi gật đầu và bảo, chắc chắn rồi, cho nên phải chuẩn bị. Anh Chung cười gượng gạo và bảo, đúng là sinh nghề, tử nghiệp. Rồi chúng tôi cũng nói chuyện với nhau được một lúc, biết là cơ quan an ninh không rời mắt khỏi anh Chung, nên ở lâu không tiện, tôi về. Khi chia tay, tôi bảo anh Chung, mình sai, mình phải chịu, nhưng không được hèn. Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi cực kỳ ghét mấy ông quan, khi đương chức thì nói năng hùng hồn, chém gió phần phật, còn khi ra vành móng ngựa thì van xin khóc lóc, rồi còn xin lỗi, rõ là hèn, mà có ai tin, ai nghe mấy lời hối lỗi ấy đâu.
Còn cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ viết trên trang Facebook cá nhân có 26.000 người theo dõi rằng hôm nay an ninh điều tra Bộ Công an tống giang 4 tháng với ông Nguyễn Đức Trung vào trại B14, nơi mà Trung ngồi làm giám đốc Công an Hà Nội tống giam nhiều tù nhân chính trị. Khi đó, Trung ăn ngon ngủ kỹ, chắc chắn Trung sẽ không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại vào nằm ở đây. Đêm nay, trên bệ xi măng hôi rình ấy, có khi một manh chiếu cũng không kịp có mang đi mà nằm. Giữa bốn bức tường trống trơn và chắc chắn không thể ngủ được, vắt tay lên trán, có khi nào anh Trung nghĩ vì sao lại thế này hay không? Đây là hình ảnh ba nhân viên thân cận của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung đã bị bắt trước đó, bao gồm Nguyễn Anh Ngọc, thư ký phía bên trái, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng. Vụ việc bắt Trung con hôm nay, chúng ta phải xác quyết một điều với nhau rằng Trung là phe yếu thế trong trò chơi chính trị mà Đại hội 13 sắp diễn ra, khi sổ khám chỉ còn là cuộc thanh trừng phe nhóm mà phe đập Trung là phe Nghệ Tĩnh. Trong phiên bỏ phiếu sơ bộ tại Hội nghị Trung ương 12 hôm tháng 5 năm 2020, Nguyễn Đức Trung và Vũ Đức Đam có số phiếu tín nhiệm cao nhất trong số ủy viên Trung ương, mà khả năng hai cái tên trên sẽ vào Bộ Chính trị. Vũ Đức Đam thì không có tham vọng gì lớn trong việc tiến xa hơn, nhưng Trung thì lại khác. Việc sai phạm vụ Nhật Cường hay những vụ án khác mà an ninh điều tra gô cổ Trung hôm nay chỉ là cái cớ. Vì nếu nói sai phạm thì Hoàng Trung Hải ở Hà Nội hay Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh còn sai phạm lớn hơn gấp vạn lần Trung con, nhưng gần như thoát nạn bằng việc phê bình. Làm quan ở Việt Nam có một nguyên tắc là anh phải tuân thủ luật chơi, mà đó là muốn leo cao thì phải có sai phạm. Sai phạm càng lớn, càng nhiều thì chức càng lên cao. Sai phạm như một điều kiện cần thiết để anh bước vào chính trường, vì khi đó anh mới có thể dễ bị kiểm soát theo ý của cấp trên. Nếu lấy một số kẻ có uy tín, trong sạch thì một ngày nào đó vượt mặt mình thì làm sao bây giờ? Chính vì nguyên tắc phải có sai phạm nên Trung hay những kẻ tống Trung vào lò thì ai cũng như ai mà thôi. Đây là hình ảnh vào hôm 10 tháng 7, Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobi. Chỉ có điều, vì uy tín của Trung cộng với một số tướng tá công an đầy tham vọng lớn, thì phe khác buộc phải liên kết hạ bệ Trung mà thôi, trước khi Trung kịp vào Bộ Chính trị. Vì Trung chẳng ưa gì đám Nghệ Tĩnh, do đám này quá đông ở Trung ương, hôm nay Trung là một trong số đó. Màu sắc thanh trừng phe phái thường diễn ra quyết liệt ở mỗi kỳ đại hội. Lần này, phe Nghệ Tĩnh quyết tâm bắt Trung khi Trung vẫn còn đang đương kim Chủ tịch thành phố Hà Nội, vẫn đang hàm tướng công an, vẫn là đảng viên nhưng vẫn bế đi. Điều này thể hiện sự khẩn trương trước khi Hà Nội chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố. Bộ Công an không cần đợi Trung ương cách chức Chủ tịch thành phố mà tóm luôn mới thấy uy lực của đám Nghệ Tĩnh mạnh cỡ nào. Chắc chắn Đại hội 13 tới đây, phe Nghệ Tĩnh cũng sẽ thống trị Việt Nam, dự là sẽ đẫm máu hơn thời kỳ huy hoàng của chủ lò hiện tại. Đêm nay, trên bệ xi măng lạnh lẽo ấy, 9 giờ anh Trung thẫn thờ tựa lưng vào tường, miên man suy nghĩ bâng quơ, chợt quản giáo buôn đồng hồ 15 điểm danh. Trung con cũng phải bật dậy đứng qua song sắt mà hô dạ có, chứ không sáng mai nó kêu ra trích điện là nhục lắm. Trước đây là tướng bọn quản giáo nó nể, chứ giờ là thằng tù nó khinh ra mặt, người cộng sản nó tệ thế đó Trung ạ. Miệng nó hô đồng chí, chứ nó thịt vợ mình khi nào không hay. Và sáng mai đem bo ra lấy cơm, xin cán bộ kem đánh răng, bàn chải bị chặt đôi mới hiểu cảm giác ở tù nó không sướng như ở ngoài đâu Trung ạ. Xin không khéo, bọn quản giáo không chửi như con tối mới phục anh Trung. Ông Phạm Minh Vũ đã tâm sự với kinh nghiệm của một người từng là tù nhân lương tâm như vậy. Và trong tù thì cái ca dùng uống nước, đánh răng và ăn đựng cơm, canh được gọi là cái bo. Và cái bàn chải đánh răng luôn bị chặt một nửa vì quản giáo sợ người bị giam giữ sẽ mài sắc và tự tử hoặc làm vũ khí đánh nhau. Đây là hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Đức Trung trong những cuộc họp chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán được dư luận đánh giá cao, và ông cũng được đề xuất tặng huân chương chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Khi còn là giám đốc công an thành phố Hà Nội và là đại biểu Quốc hội, ông cũng nổi tiếng với câu nói: người nghèo đi buôn ma túy bị lệnh án tử hình không có gì, người có chức vụ kiến thức mà tham ô tham nhũng lại không bị tử hình. Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Tô Anh Sô, chánh văn phòng người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Trung có liên quan đến 3 vụ án. Đó là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Tiếp theo là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, vi phạm quy chế về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Thứ ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội.
Tờ báo Việt Nam Express mô tả một loạt thành tích của ông Nguyễn Đức Chung rằng ông Chung tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, là tiến sĩ luật có hàng chục năm công tác tại Công an Hà Nội, từ lãnh đạo đội trọng án đến trưởng phòng cảnh sát hình sự, phó giám đốc rồi giám đốc công an. Mới 37 tuổi, ông đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, 46 tuổi là thiếu tướng. Cuối năm 2015, khi đang đứng đầu lực lượng công an thủ đô, ông được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao. Trong nhiệm kỳ ông Chung làm chủ tịch thành phố Hà Nội trồng mới hơn rất nhiều hàng triệu cây xanh, đưa giải đua công thức 1 về tổ chức trên địa bàn, mở không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận, sắp xếp lại các loa phường. Với vai trò trưởng ban chỉ đạo phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán của Hà Nội, ông đưa ra một số biện pháp quyết liệt để khoanh vùng, dập dịch. Hà Nội từ chỗ là địa phương dẫn đầu cả nước với số ca nhiễm đã sớm được trở lại trạng thái bình thường mới và có 105 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020 với bản tin tranh ghế Bộ trưởng Công an Nguyễn Đức Chung bị thanh trừng trước Đại hội 13. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.